chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Ly hôn Tùng, Nguyệt có cơ hội với sếp Giang. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của chúng ta của 8 năm sau. Bản quyền thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ở tập trước, cặp vợ chồng Nguyệt và Tùng chính thức ra tòa ly hôn. Tập này hé lộ cuộc hội thoại của Nguyệt và cô học trò nhỏ Lan Nhi. Lan Nhi con gái sếp Giang, khi biết Nguyệt đã ly hôn, nhà chỉ có hai mẹ con thì liền ngỏ ý muốn sang nhà cô giáo nhiều hơn. Khi Nguyệt gặng hỏi lý do Lan Nhi không muốn về nhà, cô bé nói vì mẹ đã về nên em không muốn gặp. Lan Nhi nói không yêu mẹ và cũng không muốn ở với mẹ. Tận dụng thời điểm thích hợp, Nguyệt hỏi dò lý do vì sao Lan Nhi lại thường thích sang ở nhà cô. Lan Nhi buồn bã tâm sự cô bé không yêu và không muốn ở cùng mẹ. Nhiều khán giả xem phim dự đoán về sau Nguyệt và ông Giang, bố của Lan Nhi sẽ thành đôi. Và việc Lan Nhi sang ở cùng mẹ con Nguyệt là cơ hội để Giang gặp gỡ, trò chuyện với Nguyệt nhiều hơn. Trước đó, Giang cũng từng bày tỏ mong muốn con gái mình có một người mẹ tốt như Nguyệt. Cũng trong tập này, với sự hỗ trợ của vợ cũ ông Gia Khiêm cùng những nạn nhân khác, ngày mà Dương Tình lại công bằng, bắt buộc kẻ xấu phải đền tội không còn xa. Dương Tình gặp những người từng bị ông Gia Khiêm lợi dụng, làm hại để lấy chứng cứ nhằm tố cáo ông ta. Ở diễn biến khác, Dương và Lâm có cuộc nói chuyện riêng với ông Quảng. Ông Quảng cho biết trước đây, Lâm từng hỏi ông là anh phải làm thế nào để được ở bên cạnh Dương, nhưng bây giờ ông không thấy Lâm hỏi gì. Trước lời nói của ông Quảng, Dương thích thú hỏi có phải bố mình đang thách cưới. Lâm tiếp lời Dương, nói rằng ông Quảng nếu có mong muốn gì cứ chia sẻ. Ông Quảng dặn Lâm ở bên cạnh Dương thì hãy quý trọng, yêu thương, che chở và không lừa dối con gái ông. Trong khi đó, để tìm bằng chứng chống lại Khiêm, Dương tìm gặp Minh Nhật vợ cũ của hắn. Minh Nhật không ngần ngại dành những lời không hay cho chồng cũ trước mặt Dương. Anh ta động đến mảng nào là đều có chuyện cả. Riêng với anh chồng cũ này, cứ lâu lâu anh ta có chuyện gì lại lôi chị ra làm bia đỡ đạn. Bài ca cảm hứng từ vợ cũ, tặng vợ cũ, hết lần này đến lần khác đều dùng nhưng rốt cục toàn là đồ ăn cắp, cô nói. Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim chúng ta của 8 năm sau. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.